Đây là video thứ 5 trong series truyện tranh Danh Nhân Thế Giới của mình. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một người nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Đó là một nhạc sĩ huyền thoại của thế giới, người được mệnh danh là Mozart thứ hai của thế giới này. Đó chính là Beethoven. Đây, Beethoven các bạn có thể thấy Beethoven. Mình xin tóm tắt tiểu sử của ông Beethoven một chút. Thì ông Beethoven là một nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Tên thật của ông là Ludwig van Beethoven. Ông sinh ngày 17 tháng 12 năm 1770 tại thành phố Bonn, miền Tây nước Đức, trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Thì cả gia đình ông đều là một nhạc sĩ cung đình, được làm trong nơi ở của đức vua, để làm cho đức vua vui, để đức vua được thưởng thức âm nhạc. Thì thời thơ ấu của cậu bé Beethoven thì cậu không được tự do làm những gì mà mình thích, bởi vì cha cậu là Johann Beethoven là một nhạc sĩ cung đình, là luôn ép cậu phải học nhạc ước mơ, bởi vì là muốn làm cho Beethoven được sánh ngang với nhạc sĩ âm nhạc là Wolfgang A. Mozart. Nhưng mà tham vọng của người cha chưa dừng lại ở đó. Khi mà Beethoven 11 tuổi thì ông đã bắt Beethoven ở nhà và bắt đầu luyện âm nhạc. Cha Beethoven đã mời rất là nhiều thầy về dạy âm nhạc cho con trai. Beethoven bị ép học đàn trong nỗi sợ hãi và kìm kẹp. Nhưng nhờ thế mà ngay từ rất sớm, anh đã bộc lộ được khả năng cảm thụ âm nhạc vô cùng tinh tế. Đặc biệt là từ sau khi gặp nhà soạn nhạc Christian Gottlob Neff, Beethoven tiến bộ rất nhanh. Thì người thầy giáo này đã nhận ra tài năng âm nhạc của Beethoven khi mà Beethoven mới vừa đàn một đoạn của một khúc nhạc rất là nổi tiếng. Năm 1787, Beethoven tới trung tâm âm nhạc Viên và trở thành học trò của những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Mozart và Haydn. Ông có cơ hội được học hỏi và hiểu biết thêm về nhiều loại âm nhạc khác nhau và dần được phát huy tài năng âm nhạc thiên bẩm của mình. Và thời gian đầu tới Viên thì Beethoven thiên về chơi piano hơn là soạn nhạc. Nhưng khi tài năng soạn nhạc dần bộc lộ thì bất hạnh thay, ông bắt đầu thấy những dấu hiệu như là bị ông bị khiếm thính, nghĩa là không thể nghe được nữa. Và Beethoven vô cùng đau khổ. Ông đã cố gắng giấu mọi người về chứng bệnh và được coi là cướp đi toàn bộ sự sống của một nhà soạn nhạc. Căn bệnh này ngày càng trở nên nặng và cuối cùng thiên tài âm nhạc cổ điển bắt đầu phải sống trong một thế giới vô thanh, nghĩa là không thể nghe được những âm thanh của mọi người nữa. Và trong sự nghiệp sáng tác, Beethoven đã cho ra đời 32 bản sonat, 9 bản giao hưởng, trong đó bản Anh Hùng Ca, Định Mệnh, Đồng Quê, vân vân. Những bản giao hưởng mà cho đến nay vẫn được coi là kinh điển của thế giới. Ngoài ra, vị thánh của âm nhạc còn sáng tác rất nhiều các bản nhạc được công chúng vô cùng yêu thích. Và bằng những tác phẩm âm nhạc của mình thì Beethoven đã phản ánh sức tiến công mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, chủ nghĩa anh hùng, tính bi tráng trong cuộc đấu tranh khát vọng vươn tới sự cao cả của con người trước số phận. Những nội dung tư tưởng của tác phẩm âm nhạc được tạo bởi nhà soạn nhạc Beethoven luôn tiềm ẩn sức mạnh lớn lao, vượt lên tầm thời đại của bối cảnh chung nghệ thuật châu Âu đương thời cho đến hôm nay.
Lịch sử âm nhạc thế giới luôn đánh giá rất cao và xếp ông vào trong rất ít những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của mọi thời đại. Mình sẽ cho các bạn coi những cái mà chi tiết trong trong truyện đây, thấy rất là tạo dựng nhân vật rất là đẹp, rất là thật. Trong mỗi chương thì nó sẽ có những cái nội dung của chương, đó là tên của chương. Chương 1 là chương tên là Giấc mơ thiên tài. Thì khi mà kết thúc mỗi cái chương thì ông sẽ nhà xuất bản sẽ cho các bạn coi một số nhạc sĩ tài ba như là Bach hay là Wolfgang Mozart. Đó. Và cuối cùng là sẽ là cái phần mà tìm từ. Đây các bạn đã thấy tìm từ, sau đó là từ vựng, nghĩa là từ vựng tiếng Anh đó các bạn. Các bạn sẽ học được thêm rất là nhiều từ tiếng Anh. Đây. Phần 3 là phần trả lời câu hỏi. Còn phần 4 là người ta sẽ giới thiệu một số loại nhạc cụ âm nhạc rất là được Beethoven chơi và được sự cộng hưởng của thế giới. Đây, các loại nhạc cụ này. Ở đây là phần tóm tắt tiểu sử của Ludwig van Beethoven. Và phần cuối này là những cái câu hỏi của cuốn truyện muốn đặt ra để các bạn trả lời sau khi mà các bạn đọc xong cuốn truyện này. Thì ở đây có một cái câu nói rất là nổi tiếng của ông, đó là mọi điều tốt đẹp sẽ đến sau những bất hạnh. Đó, các bạn thấy. Rồi. Video của mình tới đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy nhấn like và subscribe cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video giới thiệu về chuyện gian nan thế giới của mình. Bye bye.